Dạ, tôi muốn cho quý bạn nghe được cái tiếng kèn của một người Hờ Mông, là anh chàng từ miền Nam đó mà vượt cái 1.500 cây số để về tới, tỉnh quê hương Hà Giang của anh. Và từ đó anh ta thổi lên cái tiếng kèn. Mời quý vị lắng nghe.